Đây là một sản phẩm đang khá là hot và được các chị em ưa chuộng, truyền tay nhau sử dụng rất là nhiều trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Đó chính là dòng hạt chia đen Úc nha. Hạt chia này được nhập khẩu tại Úc và có giấy chứng nhận organic nên mọi người yên tâm về chất lượng nha. Cũng sẵn cái dịp cuối năm rồi nên em sẽ dành ra một buổi livestream duy nhất ngày hôm nay, bán tri ăn khuyến mại cho các khách nhà em, vừa bán vừa tặng cho các chị yêu luôn nha. Một bịch như thế này là 500g và có giá niêm yết là 250.000 đồng. Nhưng trong livestream ngày hôm nay em sẽ bán cho mọi người với giá siêu rẻ luôn ạ. Chỉ 210.000 đồng hai bịch luôn cho em. Rẻ chưa mọi người ơi, còn chăng chưa gì nữa mà không lên ngay cho em số điện thoại đi ạ. Đặc biệt á, khi mà mình mua 4 bịch thì chỉ có giá 350.000 đồng em sẽ miễn phí ship toàn quốc luôn nha. Tính ra thì chỉ có 87.000 đồng một bịch thôi cả nhà mình ơi. Rất chi là rẻ luôn, lên ngay cho em số điện thoại đi ạ. Hạt chia bên em cam kết hàng chính hãng được nhập khẩu tại Úc nha. Và khi mình mua hạt chia bên em được quyền kiểm tra hàng trước rồi mới thanh toán. Mọi người để ý trên bao bì này, nó có code mã vạch chống hàng giả đấy ạ. Đây, em sẽ test thử cho mọi người cùng xem nha. Trên điện thoại của em thì có tải sẵn cái ứng dụng iChat và đây em sẽ test thử cho mọi người xem. Đây ạ, rất là nhanh luôn nha. Hạt chia Úc có lá cờ của Úc đây mọi người ơi, chính hãng 100% nha. Like ngày hôm nay á mọi người, thật sự em bán giá rất là rẻ luôn ạ. Vừa bán vừa chi ăn cho các khách nhà em. Hai bịch chỉ 210.000 đồng. 4 bịch 350.000 đồng em sẽ miễn phí ship toàn quốc luôn. Hạt chia này á mọi người thì đối tượng nào cũng sử dụng được nha. Trẻ em, người lớn tuổi, nam nữ gì cũng dùng tốt cho em ạ. Nhanh tay lên ngay cho em số điện thoại đi vì số lượng có hạn đó cả nhà ơi. Về hạt chia thì mọi người cũng biết nó chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng. Mấy chị em để ý này, người nào mà sử dụng hạt chia đen thường xuyên thì da sẽ rất là đẹp luôn. Vì trong hạt chia đen nó có chứa rất là nhiều omega 3, nhiều hơn gấp 8 lần so với cá hồi. Lượng canxi nhiều gấp 5 lần so với sữa. Và protein thì nhiều hơn rất rất nhiều lần so với những cái loại ngũ cốc, tinh bột mà mình sử dụng hàng ngày nha cả nhà ơi. Hạt chia đen này rất là tốt cho những cái người lớn tuổi mà bị huyết áp hay là loãng xương. Còn đối với các bé ăn dặm thì các chị mình có thể xay ra và nấu chung với cháo, rất là tốt cho sự phát triển của xương và trí não đó ạ. Cả nhà mình lên ngay cho em số điện thoại để đặt hàng nha. Hai bịch chỉ 210.000 đồng, 4 bịch 350.000 đồng em sẽ miễn phí ship toàn quốc luôn ạ. Rất là rẻ luôn nha các tình yêu ơi. Vì hạt chia đen rất là giàu chất xơ nên trước mỗi bữa ăn mình uống cho em một cốc nước hạt chia như thế này. Đây, đây là cốc nước em đã pha sẵn nha mọi người ơi. Chỉ cần bỏ một lượng nhỏ hạt chia như thế này là nó đã nở ra rất là nhiều rồi. Uống như vậy nó sẽ giúp ta có cảm giác nhanh no và no lâu hơn. Ta có thể pha với nước lọc bình thường nè, nước ấm hoặc là nước lạnh đều được ạ. Nước lạnh thì hạt chia sẽ lâu nở hơn một xíu. Hoặc là nước cam nè, nước chanh, nước ép đều được nha. Lên cho em số điện thoại đi ạ. 2 bịch 210.000 đồng, 4 bịch 350.000 đồng em xin miễn phí ship toàn quốc nha.